còn gậy che lối lầm, càng trông chắc thêm lớn. Nhưng ta lối xa, rồi lừa tan ác vẫn luôn thống trị. Nhưng ta trông chắc, tôi tình nghiệt ngã đâu thể nào giữ. Thằng Xuân Phong về đến đây, hắn đưa tin nhắn từ bọn cảnh sát cho cha xem. Con vợ bé thằng Đức Lập đã bị bắt rồi. Nó là đứa có mặt ngay khi Phan Điền bị giết và kịp thời lấy đi những bí mật. Nó khai với cảnh sát à? Không, vì cha đã ra tay với thằng Phan Điền. Chỉ có cha mới có chất tetrodotoxin của thằng Phan Điền. Chính cha đã giết chết Linh Quang vì nó sẽ khử con. Vì tôi? Ông dùng tôi để làm nguyên cớ cho việc gây tội ác của ông à? Bình tĩnh, bình tĩnh nè. Thằng Xuân Phong yêu cầu khử Phan Tâm, còn cha thì thấy Phan Tâm và Hai Bạch đang trở thành mối hiểm họa. Hai Bạch? Đúng. Cha muốn cảnh sát bắt quả tang Hai Bạch đang khử Phan Tâm. Tại sao? Kho nhà không thể chia đôi khi Hai Bạch chưa bị bắt. Cha nghĩ Hai Bạch sẽ chẳng phun gì ra trước cảnh sát à? Biết đâu Hai Bạch sẽ chết trong trại giam ngay đêm biệt giam đầu tiên. Lâu lắm mới thấy anh hai đi một mình. Ngồi yên đi anh hai. Trời nóng quá. Anh làm gì ở đây? Con bị Hạnh đã giao nộp chiếc USB cho cảnh sát. Mọi chuyện đã kết thúc. Anh đang có Phan Tâm trong tay mà. Thôi mà cô bạn. Nếu như anh còn ngoan cố cấu kết với ông già chống tôi thì... Cô muốn gì? Tôi muốn anh khử Phan Tâm. Tôi sẽ giúp anh. Tại sao cô giúp tôi làm việc đó? Vì cả hai chúng ta. Anh hãy đưa Phan Tâm đến nơi tôi đã định trước. Tôi chờ anh ở đó. Còn bây giờ cứ về mời hắn ăn bữa ăn cuối cùng cho phải đạo.
kiểm tra dung lượng chiếc USB. Dung lượng bài hát và dung lượng USB phản ánh trên máy là đúng. Mỹ Hạnh. Khoan. Một trò vui đây. Về phòng tôi. Ông còn nhớ nơi này không? Nó đã suýt biến thành một núi vàng khổng lồ. Những cơn sốt đất ảo đã đẩy giá trị nơi này tăng lên dùng. Có lúc tôi tự hỏi liệu cuộc sống của mình có trở nên vô nghĩa không? Khi chúng ta chẳng phải làm gì, nghĩ gì, nhìn quá dài. Và thế là tôi đã lạc lối, dần bước vào mê hồn trận. Nè, nếu ông chết, ông sẽ oán hận ai? Tôi oán hận chính tôi. Có một câu chuyện kể rằng có một kẻ tử tội cổ đàn bị sư tội ném đá. Hắn đã xin một ân huệ và được cho phép. Hắn đã xông tới đánh cha mẹ mình. Người ta hỏi tại sao. Hắn nói rằng từ tấm bé họ đã hết lời ngợi khen khi hắn ăn cắp một cái gì đó mang về nhà. Ông muốn nói đã hối hận vì Phan đi. Tôi đã dạy con tôi thủ đoạn thù hằn từ tấm bé. Ông có biết mình sắp chưa? Những ngày trốn vào bệnh viện tâm thần, Phan Điền đã mang vào cho tôi mọi thứ trên đời có thể. Kể cả loại thuốc làm loạn tâm thần. Tôi chợt nhớ, có ai đó đã kể về một nhà tù đặc biệt. Tù nhân có thể vui hưởng mọi lạc thú trên đời nếu có nhu cầu. Nhưng chỉ trong bốn bức tường. Đó là thứ nhà tù kinh khủng nhất, giúp anh ý thức hai chữ tự do. Tôi vui vì được chết. Vì sao? Không chống thì chạy. Tôi và các anh đều bị bắt. Và tôi chọn tự do dưới mặt đất. Như Phan Điền, nó đã chọn đúng. Nói hay lắm. Đúng. Anh đang sợ. Tôi biết. Cả anh giết tôi vì sao? Cô dùng vậy. Bình thường thôi. Con rùi nó cũng biết dùng vậy mà. Mẹ, con nhìn bé đó mẹ. 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 Mẹ cẩn thận đó. Mẹ có đói không? Mẹ có đói không? Con lấy cơm cho mẹ ăn nha. Chị nói gì? Ăn cơm với cá hả? Mẹ, mẹ cố gắng nhớ lại đi. Con nè, Phương Phương nè, chứ không phải chị đâu. Mẹ. Mẹ ơi. Có khi sợ quá. Anh Tâm ơi, mẹ nhớ lại rồi anh. Mẹ đã ăn cơm với cá. Anh ơi, em mừng quá. Em cứ để cho mẹ được nghỉ ngơi đi.
Hai vợ chồng này kê lộn suốt ngày. Vui quá. Nếu như tất cả ai xâm nhập vào nhà Phan Điền đều bị phát hiện thì kẻ sát nhân cũng phải nằm trong tầm ngắm. Tôi giả thiết trình tự vào nhà của các nhân vật hôm đó như sau. Kẻ giết người đã phát hiện sự có mặt của Đồng, hắn lánh mặt và chờ cho Đồng ra ngoài rồi quay lại dựng hiện trường giả. Sau đó Đồng vào không thấy gì và trở ra. Như vậy Mỹ Hạnh phải có mặt ở giữa thời gian đó. Điều đó là vô lý. Đồng phải là người dựng hiện trường giả, hắn chính là kẻ tráo chiếc USB rồi có thể sau đó bị cướp mất hoặc tráo đổi, vì khả năng kẻ giết người theo dõi hắn là hoàn toàn có thể. Thank you.
Và Mỹ Hạnh là người đã nhận chiếc USB đó từ tay Đồng và cất giữ nó. Vì Đồng vẫn nghĩ mình không hề bị đánh tráo. Ông có thể chọn một đường thang. Một là vĩnh viễn rời xa của đời này. Hai, khai ra những gì mà Phan Điền đã căn dặn trước khi chết. Anh cũng hoàn toàn có thể giết tôi nếu anh muốn. Và anh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Được, vậy thì cầu nguyện đi. Ông làm gì vậy? Ông làm vậy là có ý muốn loại tôi ra khỏi cuộc chơi đúng không? Bởi vì chính tôi đã đưa ra ý định khử Phan Tâm mà. Làm sao nếu được đi? Tôi tới đây bắt ông, nhưng cũng để giúp ông kết liễu lão già kia cho chóng chánh. Ông không hiểu à? Con bị hành đã giao nộp chiếc USB cho cảnh sát. Hỏi chuyện đã kết thúc. Anh đang có Phan Tâm trong tay mà. Thôi, nếu như anh còn ngoan cố cấu kết với ông già chống tôi thì cũng muốn gì? Tôi muốn anh thử Phan Tâm. Tôi sẽ giúp anh. Tại sao cô giúp tôi làm chuyện đó? Vì cả hai chúng ta. Hiểu không? Nói cho bớt căng thẳng vậy thôi. Tôi đã biết cái đầu. Nếu như muốn bắt ông thì tôi đã bắt từ lâu rồi. Giao ông ta cho tôi, tôi cứ ra về. Coi như không có chuyện gì xảy ra ở đây. Ông về nói với ông Trọng Toàn, tôi đang rất muốn gặp ông ta và cần có một buổi nói chuyện. Đứng lên đi ông bạn già. Chỉ tôi thì cơ hội sống đây là cuối cùng nha. Bán tôi cho thằng cốm dưa này. Không đâu. Mà tôi muốn anh sáng suốt nhận ra lão quái Trọng Toàn đã chơi chúng ta. Nghĩa là Khứ Phan Tâm chỉ là một trò ảo thuật. Đưa khẩu súng của anh cho tôi. Những con nguyên sau khi tôi kéo còn tới 2 lần. Anh đã lão già đó có chết hay không, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Tốt nhất là hãy trả lão về chỗ mà lão cần phải về. Hôm nay con ta văn chương quá.
ông trong tòa, ông thật là quá đáng. Ông định gán trăng chứng vào tay tôi để một mình ẵm trọn số vàng luôn. Hả? Ta chẳng còn hiểu gì nữa. Ta lố lẫn rồi chăng? Có thể vì ông đã để lộ chân tướng quá sớm. Nhưng không vì sự lố lẫn mà vì lòng tham đã làm mờ mắt ông. Cứ xem như ta đã đánh giá sai một con người. Tội nghiệp bấy sinh vì mà ta đã từng ghét bỏ đứa con gái xinh đẹp của mình. Muốn rồi. Tôi muốn biết ông đã tìm thấy gì ở nhà Phan Điền. Đừng cử động. Ông mà chạm tay vào cây gậy, tôi bắn ông. Dừng lại. Đừng có manh động. Tôi điên hết rồi sao? Muốn ở tù cả đám à? Tôi tới đây, thiện chí của tôi mọi người cũng biết quá rõ. Tôi muốn dàn xếp chuyện này được không? Ngồi xuống đi. Rất mừng khi thấy ông vẫn khỏe. Cảm ơn. Chúng ta nói chuyện nhé. Ông có sẵn lòng không? Dạ có. Tôi xin được hầu chuyện cùng ông. Kẻ nào đã chủ mưu trong việc tổ chức cho ông trốn khỏi viện tâm thần và bắt giữ ông lại? Thưa ông, đó là ông Nguyễn Trọng Toàn. Hắn đưa ông đi đâu sau đó? Ông ta đưa tôi về một trang trại. Nơi ông ta đã đưa Nhã Nam về? Dạ. Đó là một trang trại con trai tôi là Phan Điệp đã gợi ý cho Trọng Toàn sản xuất một chất kích thích tổng hợp. Tôi chưa từng nghe nói tới điều này. Đó chỉ là lời hư hảo nhằm thu hút những chân rết của Trọng Toàn và làm mất sự chú ý về số vàng đã thu được từ những dự án sau khi Đức Lập bị giết. Nhưng cuối cùng, Trọng Toàn cũng nhận biết. Nói như vậy, Trọng Toàn bắt ông vì lý do gì? Dạ, lần gặp tôi cuối cùng, Phan Điền đã căn dặn tôi về chiếc USB có chỉ dẫn về số vàng mà nó cất giấu. Cho đến khi tôi về lại trang trại, thì tôi mới biết câu chuyện của cha con tôi đã bị nghe lén. Và cái chết đã xảy đến cho con trai tôi. Đêm của Nhã Nam tới đó, ông đã ở đâu? Tôi được hai thanh niên đưa đi theo lệnh của Trọng Toàn. Và khi được đưa trở lại, tôi thấy con gái ông Đức Nhã nằm bất tỉnh. Trọng Toàn đã cho cô ta uống thuốc. Với một người bình thường thì thuốc có tác dụng bao lâu? Trên dưới 3 ngày. Ông biết gì về số vàng? Thưa Trung tá, sau khi những dự án bất hợp pháp bị lật tẩy, bộ ba Phan Điền, Đức Lập, Trọng Bình đã nảy sinh mâu thuẫn lớn. Số vàng tẩu tán được trên dưới vài chục ngàn lượng đã bị Đức Lập lấy mất và đổ tội cho Trọng Bình. Đối với Đức Lập, hành động đó là vì tiền. Nhưng đối với Phan Điền là có thêm mục đích để trả thù. Thôi được, ông có thể nghĩ. Cháu nội ông, cậu Hữu Tâm đang được gia đình ông Đức Nhã bảo bọc.
Mẹ, mẹ làm sao vậy? Phương, mẹ tỉnh rồi mẹ. Mẹ đừng làm con sợ nha. Alo. Hả, cô nói sao? Mẹ tỉnh rồi hả? Rồi, chú chào con. Anh. Ừ? Chưa nghỉ nữa hả? Còn sớm mà. Sớm gì? 2 giờ sáng rồi đó ông. Alo, trực ban tổ trọng án xin nghe. Định coi cái này xong rồi đi ngủ. Thì Phương Phương gọi điện thoại báo Nhã Nam đã tỉnh rồi. Nhã Nam tỉnh rồi à? Vậy thì hay quá. Sao anh không qua đó thăm chị Nam một chút? Tại chỗ thứ nhất, có 2 thanh niên lạ mặt có dấu hiệu khả nghi. Hiện các trinh sát đang cầm chân những kẻ này. Cảm ơn. Dạ. Em ở đây anh đến đó nha. Không, em đi cùng với anh luôn. Vậy thì nhanh lên. Chờ em chút. Dạ thưa ông, xe đã tới. Đưa lão già theo. Dạ. Ngày mai sau giấc ngủ mọi chuyện sẽ khác.
Mẹ có lạnh không mẹ? Các con chưa ngủ sao? Dạ, con không thể nào chợp mắt được. Có ai ngờ một lão già tật nguyền đã loại tất cả các đối thủ để đập chiếm một kho tàng kết sông. Alo, tụi nó vừa mới báo về bắt được hai thằng đột nhập vào nhà của thằng Đồng. Một thằng có xăm hình ở tay là thằng Đáng đúng không? Nè, tụi nó có phải là người của ông không? Sao? Là thằng Đáng à? Trời ơi, tôi mà không đến kịp, nó ói ra là chết mẹ cả lũ hết. Tình hình sao rồi? Cái gì? Tụi nó sao rồi? Nhốt rồi, nó chỉ lấy được cái máy chụp hình thôi. Vậy à? Mẹ, mấy ông lui thôi quá. Tôi gọi báo cho ông biết vậy thôi. Có chuyện gì thì phải nói thiệt, để tôi còn biết được mà tính. Hiểu chưa? Lời khai này đúng là sự thật. Trong toàn đang dở chiêu, hắn không kinh suốt đến mức phải sai người về nhà tên Đồng tìm lại chiếc USB, trong khi hắn có thể ra vào nhà Phan Điền để giết người. Chúng ta có thể bắt đầu. Mẹ, mày nói không có cơ sở. Một ông già què quặt thì tìm cái USB để làm cái gì? Hả? Rõ ràng mày đã đột nhập vô nhà người ta để ăn trộm, có đúng như vậy không? Chạy nó ra. Alo, tôi nghe đây. Không nói chuyện qua điện thoại được đâu. Có chuyện gì tôi sẽ tới ngay. Thôi được rồi, tôi qua chỗ ông Trọng Toàn. Thưa cha. Ừ.
Chào cha. Cho đến bây giờ, các người vẫn chưa tin chuyện tôi làm. Tất cả đều vì cái chung. Nếu thành công, tôi muốn nhắc nhở các người cần phải siết chặt tay nhau để đề cao cảnh giác. Cảnh sát không phải là một món hàng dễ mua. Ông định giở trò gì nữa đây? Dạ thưa ông, Xuân Phong đã tới. Dạ. Hãy nghe tôi nói chuyện với Xuân Phong, các người sẽ hiểu. Làm ăn kiểu mấy người thì chết hết đi cho rồi. Mới bắt được hai thằng đột nhập vô nhà người ta kìa. Làm chuyện con nít, nhìn là biết nó làm theo lệnh của ai rồi. Thằng ăn trộm nào ngu nhất cũng không đột nhập vào nhà đang bị công an niêm phong. Chúng ta bắt đầu. Tôi tuyên bố đồng ý chia số vàng ròng đó ra làm bốn. Được, tôi bắt đầu thích chuyện này rồi đó. Lời thật thì hãy mất lòng, mong anh Phong thông cảm. Chúng tôi muốn anh bảo đảm chúng tôi được tự do. Được, đơn giản. Nhưng bằng cách nào? Tôi sẽ cố tình làm chậm cuộc truy bắt này một nhịp. Mọi người cứ trốn đi. Đó không phải là một phương án tốt. Và thú thật tôi cũng chẳng tin, khi trong tay tôi chưa có gì cầm chắc. Ông muốn trả giá nữa hả? Ông đừng có tưởng tôi không biết ông sai người vào đó để cho công an bắt. Còn cái USB đang nằm trong nhà này, ông đừng có qua mắt tôi. Bình tĩnh đó chú Phong, để nghe cha nói hết đã. Tôi muốn chú có một động tác để làm tin. Tôi muốn chú đưa Nhã Nam đến đây để làm con tin. Không, không đúng. Tôi tôn trọng công bằng, tôi không thể lợi dụng người khác như vậy được. Vậy thì chú trọng quyền, tôi sẽ khai tất cả trước cơ quan điều tra, kể cả việc chú toàn tính những gì trong đầu. Chú Phong à, Nhã Nam sẽ được thả về mà. Nhưng mà cô ta hiện nay không được bình thường. Đó. Tôi không giải gì giữ một đứa tỉnh táo để nó khai hết ra. Nhưng mà cô ta cũng sẽ như Phan Tâm. Ông ta đã hoàn toàn bình phục sau khi thuốc hết tác dụng. Không, không bao giờ. Chú có biết vì sao không? Phan Điền và tôi cũng muốn có một loại dược chất làm tê liệt thần kinh vĩnh viễn. Đó là cách bịt đầu mối tốt nhất, không phải vướng vào án mạng. Ý nghĩ đó nảy ra sau cái chết của Hồng Nhật. Ông Phan Tâm chỉ được uống một sản phẩm chưa hoàn thiện, chỉ có tác dụng tạm thời. Còn Nhã Nam khốn nạn, tại sao lại là Nhã Nam? Tại sao? Bình thường đi. Nhưng nó sẽ sống và vĩnh viễn câm lặng. Còn nếu anh cưỡng lại, xin lỗi, tôi sẽ chôn anh và cả con nhãi đó bằng vàng. Bằng vàng. Tôi đồng ý. Hahahaha.
dù có gian khó, nhưng hãy nên sống chân thành để mãi công lý, không bị che khuất lấp vui để những tội ác, những điều gian dối thôi đem khổ đau làm nát tan đời. Còn trái ngang đó là còn thao thức dại bay, còn sâu xa đó là còn khao khát đẩy lùi. Cuộc sống vẫn thế, cái thiện cái ác vẫn đối đầu nhau. Từng giây phút, hỏi trái tim hay ngồi giận hờn, hỏi trái tim hay ngồi thù hận, hãy giúp tôi giúp anh bỏ đi dành trái nhỏ nhẹ. Cùng giúp nhau thoát cơn giận, cùng giúp nhau quên đi dối gian, cùng bước đi lối lầm và thôi lối sống bất nhân. Có khắc ghi cho tâm trọn đời, có giữ cho chữ nhân tuyệt vời, hãy giúp tôi giúp anh vào trong cơn mơ, mang yên bình cho vui kiếp, mang lành cho bao cuộc sống, luôn xin rằng hạnh phúc bạn muốn thiên thai.